Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Keaton Tarot Channel. Hello, hôm nay là Kit sẽ có một cái trải bài ngắn đi, mang tên là Ai đang được vũ trụ order riêng cho bạn. Một cái tên nghe, một cái chủ đề nghe có vẻ khá hài hước ha. Thì cái chủ đề nó sẽ nhắm tới cái việc là liệu sắp tới trong cái hành trình tương lai của bạn á, liệu có ai sẽ tới gặp bạn hay không, hoặc là bạn sẽ tương tác với ai, và bất kể là cái tương tác như thế nào thì đều có những cái điều gì đó xảy ra, cũng như là nó giúp cho cái cuộc sống của các bạn được fulfill hơn, được trọn vẹn hơn, mà cũng như là hoặc là những bài học nào đó để giúp cho con đường các bạn mà sắp tới nó sẽ màu sắc mới mẻ hơn chẳng hạn ha. Thì chủ đề sẽ là ai đang được vũ trụ order riêng cho bạn. Thì chủ đề vui thôi. Thì bất cứ lúc nào mà các bạn có ghé thăm và xem cái video này thì đây chính là cái thông điệp dành cho bạn ngay tính từ thời điểm đó ha. Và mình không có tính mốc thời gian cụ thể nào hết, chỉ cần nếu bạn có duyên bạn thấy video này thì những cái sự kiện từ video này sẽ diễn ra ngay cái lúc bạn xem ha. Ok, bây giờ là cũng như thông lệ là Kiss sẽ cho mọi người chọn 3 tụ bài và Kiss sẽ cho mọi người bóc bài hen. Ok, và Kiss sẽ cho mọi người lựa chọn ngẫu nhiên thông qua hình thức shuffle on camera. Kiss sẽ chọn ngẫu nhiên 3 lá bài và cái lá đầu tiên ở đây Kiss có là The Desert. Tụ thứ nhất, The Desert. Ngẫu nhiên nha mọi người. Tụ thứ hai là Anima Mundi. Tụ thứ ba là The Bottle. Ok, mọi người thấy rồi ha. Kiss sẽ cho mọi người xem lại 3 tụ bài nhé. Đây. Ok, đây là 3 tụ bài của chúng ta ngày hôm nay. Tụ thứ nhất, The Desert. Tụ thứ nhất nha mọi người. Ok, tụ thứ hai. Sorry, tụ thứ hai là tụ này chứ. Ok, và cuối cùng là tụ thứ ba. Rồi, bây giờ cách chọn là mọi người hãy nhắm mắt lại. Mọi người xem lại tổng quan hình ảnh ở đây. Mọi người cảm thấy là cái hình ảnh nào thu hút mọi người nhất, ấn tượng nhất, hoặc là mọi người đã có một cái con số trong đầu riêng cho mình và mọi người lựa chọn đúng con số đó, thì tùy vào cái duyên và định mệnh sẽ dẫn bạn tới đâu ha. Ok, thì bây giờ Kiss sẽ bắt đầu vào trải bài cho tụ thứ nhất hen. Hello, xin chào tất cả các bạn đã chọn tụ thứ nhất. Sorry, em đang hơi viêm họng xíu. Các bạn đã chọn tụ là The Desert thì chúng ta sẽ xem thử rằng là liệu vũ trụ đang order ai tới với cuộc sống của các bạn. Ok, thì hoặc thoáng qua trong đầu Kit thì The Desert này nó cho Kit một cái cảm giác được rằng là một người khá nóng bỏng nha, một người đến từ vùng đất sa mạc. Nhưng mà thật sự nó vui thôi, nhưng mà mình cảm giác người này là một người rất là nóng bỏng nè, vẻ ngoài khá hấp dẫn ha, thu hút. Và cũng như là cái người này, tại cái The Desert nó cho cái cảm giác nó vẻ ngoài nhiều hơn, một cái người mà gọi là có làn nước da nó khá rám nắng khỏe mạnh ha. Người này là một người gọi là đi theo một cái tiếng gọi tự do á. Bạn thấy cái bàn tay ở trên cái hình ảnh sa mạc ở đây không? Thì người này có một cái đời sống khá tự do nè, một người thoải mái, một người phóng khoáng, một người có thể là rất là thích đi du lịch ha, một người du ngoạn, một người có một cái phong cách thời trang khá là thoải mái, nóng bỏng. Ok, thì Kiss sẽ vào
trả bài để xem thử là chi tiết hơn để biết cái người này là người như thế nào nha. Kế sẽ sử dụng tarot để xem thử rằng là liệu vũ trụ đang order ai đó tới với bạn hay không. Và cái người này cái cảm giác là có thể là cái người bạn đã tương tác rồi hoặc là một người mới hoàn toàn ha, nhưng mà xác suất người mới hoàn toàn thì có thể là tầm 70%, nhưng mà 30% còn lại có thể là những người bạn đã tương tác rồi nhưng mà hiếm khi tương tác với nhau, thì các bạn có thể check lại trong cái friend list của mình liệu có phải là cái người mà bạn đang nghĩ tới hay không ha. Kit có là Nine of Swords. Kit có là Princess of Swords nhưng mà ngược, lát ngược mọi người à. Wow, bài ngược nhiều quá. Tiếp theo oh, khi có The Star luôn mọi người ơi. Thông điệp ở đây á, các bạn sẽ gặp cái tương tác được với người này. Người này sẽ đến trong cái giai đoạn mà các bạn tuổi thứ nhất sẽ cảm thấy được rằng là sẽ có những cái stress trong cuộc sống. Có thể là các bạn sẽ gặp phải những cái trắc trở đi, những cái trắc trở, những cái suy nghĩ trong công việc hoặc là một cái đời sống cá nhân của bạn, rất là gặp nhiều những cái phiền muộn. Ví dụ như là chuyện gì đó, chuyện cá nhân thôi thì cái không biết thì bạn gặp được cái người này trong một buổi hoặc chuyến đi nào đó. Một buổi ở đây có thể là một buổi gặp gỡ bạn bè vô tình ngồi ở quán xá nào đó ha, hoặc là có thể là trong một cái chuyến đi du lịch ngắn ngày, hoặc là ở cái một nơi nào đó theo cảm giác của Kiết là nó open, nó ngoài trời ha mọi người. Ha, thì cái lúc này có thể là bạn đang ngồi với đang ngồi suy tư, đang ngồi chill, nhấm nháp ly trà sữa, hay là các bạn đi chill đâu đó một ly rượu, thì là bạn có thể gặp được người này ha. Và cái người này ở đây là Kid có cảm giác á, là như là Kid thấy từ cái lúc đầu, xác suất của những cái người mà bạn đã từng quen biết nó cũng khá nhiều, kiểu như là vô tình gặp xong rồi ngồi ở đó xong có duyên lại gặp, hoặc là các bạn có thể đến trúng một cái quán quán bar hay là một cái quán rooftop sân thượng nào đó, cái quán yêu thích của các bạn, thì cũng là cái nơi mà favorite place của người này, cũng là một nơi yêu thích của người này, thì các bạn giống như là vô tình gặp nhau lại ha, thì tương tác lại. Và cũng và điều thứ hai cái thấy là có thể thì là người mới nữa, vẫn có người mới ở đây, thì có thể là trong cái lúc mà các bạn ngồi cùng thưởng thức cái không gian ở đó thì bạn gặp được người này, nhưng mà cảm thấy là lúc đó là bạn sẽ khi mà cái người bạn là cái người được người ta để ý đó, tại vì Princess of Swords ở đây đó, thường nó là dạng như là pay up mọi người, tức là một người khá gọi là nhìn nhìn xung quanh. Thông thường nha, thông thường nếu mà cái lá này là lá bài bình thường á, thì là bạn là người dạng như thích nhìn xung quanh, ngắm nhìn khung cảnh khắp, ngắm nhìn mọi nơi tia mọi thứ. Nhưng mà trong cái lúc mà bạn tương tác gặp được người này á, là lúc là bạn gọi là thoải mái nhất, bạn gọi là không để ý nhất, bạn giống như là bạn vui vẻ bên trò chuyện với cái người với bạn của bạn, hay là bạn đang ngồi chill một mình mà không để ý một bất cứ ai hết ha, thì lúc mà bạn lạnh lùng nhất, lúc mà bạn gọi là ít đề phòng nhất, thì lại là lúc bạn tỏa sáng nhất. Thì là lúc mà bạn tỏa sáng nhất thì cái cảm giác vũ trụ order
riêng cho bạn. Cái người này giống như là một ngôi sao, một the star, giống như là một người bạn tâm giao, tức là tới với bạn kiểu giống như là để được trò chuyện, để được tâm sự, để được gỡ khúc mắc trong cuộc sống gì đó. Tại vì khi thấy các bạn là những người mặc dù cái vẻ ngoài của các bạn nó nhiều suy trầm tư, mọi người sẽ thấy ở khía cạnh của các bạn là các bạn khá gọi là ít chia sẻ vẻ ngoài thôi nha, lạnh lùng, cười ít lắm. Nhưng mà bên trong các bạn là Light the Desert, từ đầu là cái thấy bạn bên trong nội tâm của bạn là một người gọi là khao khát mãnh liệt, có một niềm đam mê nào đó rất là nóng bỏng, kiểu như là bạn là một người gọi là lạnh ở ngoài nhưng mà bên trong rất là nóng, giống như là một cái núi lửa mà nghìn năm chưa có phun trào vậy đó. Thì sẽ tới một lúc các bạn sẽ tuôn trào khi bạn gặp được cái The Star này ha, và đặc biệt bạn gặp được cái người này trong cái lúc mà bạn ít để ý nhất ha. Khi bạn ngộ lắm, khi mà tình cờ mà tia ai á thì người ta ít tia lại lắm, nhưng mà lúc mà bạn thoải mái, bạn bình thản, bạn không để ý tới ai hết, bạn là chính mình, bạn gọi là ít đề phòng, thì bạn lại thu hút được những cái ánh mắt xung quanh, và bạn thu hút được cái The Star đó. Đó một cái cảm giác, hay là một cái người tới, cái người này tới với bạn theo một cái phương diện là trò chuyện, giúp cho hai bạn cởi mở hơn về cái đời sống cá nhân, đời sống tinh thần. Tại vì cái lúc mà bạn gặp được cái người đó thì Now Soul là một cảm giác rằng bạn đang có thể là bạn sẽ hơi stress trong công việc, trong cuộc sống, đời sống cá nhân hoặc là chuyện tình cảm cá nhân nào đó. Thì ok, mình sẽ dành cho những trái bài sau đó nói về vấn đề này. Nhưng mà Kiếp thấy bạn sẽ gặp được, tương tác với người này trong cái lúc mà bạn không mong chờ nhất. Bạn nghĩ rằng là không có ai có thể gọi là chia sẻ mà có thể nói chuyện hợp như vậy, thì cái người này là xuất hiện đó. Xác suất người cũ, kiểu như cái người mà ít tương tác, cái người mà bạn có thể là đã thấy nhau rồi nhưng mà không thể, chưa có tương tác trước đó và gặp tại một cái nơi mà quen thuộc ha. Ok, thì Kiếp thấy như vậy, thì để Kiếp xem tiếp Oracle này nó có thêm cái thông điệp nào cho cái định mệnh, cho cái order này của vũ trụ hay không ha. Nature lại một lần nữa khẳng định ha, thấy chưa? Study à, kí hiểu rồi. Answer prayer. Và Kiếp thấy như vậy nè, cái người này á, trong cái dấu hiệu mà Kiếp thấy á là bạn đã manifest cái người này rất là lâu rồi nha, manifest luôn. Ở đây có answer prayer, tức là mặc dù có thể là nếu mà đối với những cái bạn mà chưa tương tác, chưa có gặp người này, các bạn chưa biết người này là ai á, thì cái người này chính là cái người mà bạn manifest, kiểu như là bạn luôn luôn thầm mong, bạn luôn luôn nguyện vọng là bạn sẽ gặp được một cái người mà có thể là nó phù hợp với bạn, và cũng như là có thể chia sẻ được mọi chuyện, có thể nói chuyện được một người mà tâm đầu ý hợp, hoặc là một người nào đó mà bạn mong đợi đã lâu. Thì chính cái lời nguyện cầu, chính cái sự manifest, cái cách mà bạn manifest luật hấp dẫn ha, luật hấp dẫn nha, trong cái giai đoạn trước đó, thì bạn sẽ thông qua nature, là Kiếp nói từ đầu ha, thông qua những cái môi trường bên ngoài, nature, tự nhiên, một cái môi trường không gian mở, thì bạn sẽ tương tác được với người này. Nhưng mà đặc biệt cái dấu hiệu ở đây chính là nature rất là quan trọng nha, tức là về thiên nhiên, tức là phải là một cái không gian mở nào đó, nhiều cây cối, nhiều cảnh vật, không gian open door nè, không gian outdoor, thì bạn sẽ gặp, xác suất gặp được tỷ lệ người này rất là cao luôn. Và ở đây chúng ta có một cái last study, nó có hai thông điệp ý nghĩa. Có thể là nếu mà mấy bạn còn là học sinh á, thì có thể là trong một cái chuyến dã ngoại chung của trường lớp, các bạn đi đâu đó cùng với hội nhóm lớp gì đó của mình, hoặc là nhóm bạn của bạn đi chơi đâu đó, nó hoạt động ngoại khóa đó, thì là bạn sẽ tương tác với cái nhân vật này ha. Còn nếu mà các bạn mà một cái hướng tiếp theo mà Kiếp cảm nhận được, thì cái người này sẽ đem tới cho bạn rất là nhiều bài học,
Nhưng mà Kate không có cảm nhận đó, đó là những cái bài học mà gọi là phải bạn phải trả gì đâu, không có. Bài học ở đây tức là giúp cho bạn gọi là học hỏi luôn á, học hỏi rất là nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống mà bạn gọi là bạn phá vỡ đi. Như là mình thấy cái lúc đầu cái người này là mang một cái xu hướng gọi là tinh thần thoải mái tự do, họ dạy bạn rất là nhiều về thiên nhiên ha, nature, họ dạy bạn rất là nhiều về cái lối sống tự do, cái đời sống tinh thần. Và vì thế mà mình thấy được là thông qua một cái manifest về cái đời sống tinh thần, bạn gặp được người này là nhờ vào đời sống tinh thần của bản thân mình ha. Thì đó, đó là những cái dấu hiệu mà Kiếp thấy là bạn sẽ tương tác với cái người này. Và Kiếp muốn xem thử rằng là cái người này, xem thêm á, người này là người như thế nào. Ok, sẽ sử dụng ngẫu nhiên các bộ bài để xem thử là cái người này là như thế nào nha. Travel. Tuyệt vời bạn ơi, tuyệt vời. Như Kiết nói ban đầu ha, một người có tinh thần tự do phóng khoáng, thích đi đây đi đó. Travel có thể gặp trong một chuyến du lịch, một cái dấu hiệu khẳng định một lần nữa xác suất cao hơn là thông qua một chuyến đi. Và người này là người có niềm tin vào, có thể là người công giáo hoặc là những người có niềm tin vào đời sống tinh thần tâm linh ha mọi người. Là người nước ngoài nữa mọi người ơi. Wow, một lần nữa honeymoon, một cái chuyến đi, một cái trip cũng quá rõ ràng luôn. Ôi rồi, tuyệt vời. Tôi sẽ xem thử tính cách của họ nha. Material. Nine material. Nhưng mà lá ngược. Nhiều lá ngược nhỉ. Seven of inspiration. Là một người ngay cái từ cái lá mà đầu tiên cho Kiết thấy luôn là một người rất là đi đây đi đó, cái chân đi ha. Họ là một con ngựa một con ngựa khoái cưỡi, tức là cái tâm hồn người này là một cái tâm hồn rất là phóng khoáng, du mục, du lịch. Có thể cái style của họ mà khi bạn gặp họ, họ không phải là một cái người mà quá chỉnh chu về vẻ ngoài đâu. Họ có một vẻ ngoài khỏe khoắn, nóng bỏng thiệt, nhưng mà nó rất là tự nhiên, nó không phải là mang một cái màu sắc là chỉnh chu như là những cái hình ảnh mà các bạn thấy trên TikTok, Instagram, một người quá cầu toàn chỉnh chu. Mình cảm thấy đây là một người mang về cái đời sống tinh thần, cho nên cái phong cách của họ rất là thoải mái ha mọi người. Họ thích đi du lịch cho nên họ có phần khá bụi bặm nhưng rất là khỏe mạnh, yêu thể thao nữa. Cái thấy vậy, một người có một cái cơ thể mà gọi là nó khỏe mạnh tự nhiên mà làn da nó rám nắng, là các bạn cảm thấy sexy vô cùng, một cái giống như là Latin vậy đó. Một cái nét rất là Latin ha. Nhưng mà mình cảm giác ở đây thực sự người này là một người gọi là có thể một vài người ở đây là người nước ngoài nha mọi người ha, có thể là những cái bạn nghe trả bài đây, các bạn đang là du học sinh chẳng hạn ha, thì cảm thấy là những người này là những người mà họ có niềm tin vào đức mẹ, họ có niềm tin vào công giáo, họ có niềm tin vào tôn giáo, và đặc biệt là họ có, hoặc có thể là họ là một người có một cái feminine energy, một cái năng lượng nữ tính. Mọi người ơi, năng lượng nữ tính ở đây là thiên về một cái mặt là cảm xúc nha. Năng lượng nữ tính tức là họ sẽ sống thiên về đời sống tinh thần cảm xúc rất là nhiều. Và honeymoon, một cái cảm giác tức là bạn sẽ gặp ở đây khi mà cái người này họ có thể là họ dành thời gian họ đi một cái chuyến đi holiday, tức là cái chuyến
Họ là một người gọi là tự do phóng khoáng, thích đi đâu đó nhưng mà họ có công việc riêng, công việc của họ cũng khá bận rộn như mọi người. À, cho nên là bạn sẽ gặp họ trong một cái chuyến đi nào đó mà của họ có cái dành cái tuần lễ nghỉ ngơi của họ họ đi ha. Thì tiếp theo với cái tính cách thì là khi thấy á, ở đây có lá là ba xu, ba xu một cái cảm giác rằng là tại thực sự hồi nãy cái lá ba xu này là lá ngược mọi người ha, tức là họ bạn gặp họ trong một cái không phải tập thể đoàn thể nào đâu, họ một mình, họ đang một mình, họ là một người kít cảm giác đó, họ là có một cái đời sống nó khá kín đáo nữa, chứ không phải là họ là người quá gọi là thích đám đông, hay là họ là một người quá là sôi nổi trong đám đông đâu. Cái thấy người này khá gọi là thích một mình, thích một mình. Và ở đây có lá là kỵ sĩ xu nữa, nhưng mà cũng là lá ngược, cho nên là cái thấy là cái người này gọi là một người có thâm niên cao, họ từng là một người gọi là có rất là thích vật chất ha, cảm giác vậy. Họ từng là một người có một cái nhu cầu vật chất cao, nhưng mà cái cảm giác ngay cái thời điểm mà bạn gặp họ thì là họ đã thay đổi rất là nhiều. Có thể là họ vừa trải qua một cái giai đoạn healing, một cái những có nếu mà bạn có thể trò chuyện trực tiếp với họ ha, bạn có thể thấy rằng là họ đã vừa trải qua một cái giai đoạn nào đó rất là sâu sắc và khiến cho họ thay đổi hoàn toàn về cái góc nhìn cuộc sống của họ, và họ chuyển biến từ một cái đời sống vật chất sang một cái đời sống tinh thần luôn ha. Và ở người này là chúng ta sẽ thấy là có lá bảy gậy. Bảy gậy ở đây là một năng lượng lửa, họ là một người nhiệt huyết, họ là một người như là Kit nói, họ là có một cái nguồn cái đời sống tinh thần rất là cao, họ trải qua rất là nhiều thăng trầm rồi. Và cái mình thấy cái người này ở đây là lớn hơn bạn, không thể nó nhỏ hơn bạn được, hoặc cũng không thể bằng tuổi được, có thể bằng tuổi nhưng mà cái đời sống tinh thần của họ phong phú. Nhưng mà Kit lại mang một cái cảm giác là người này họ lớn tuổi hơn bạn nhiều, vì họ đã có được những cái trải nghiệm riêng của họ, cho nên cái tính cách của họ rất là thứ nhất đời sống tinh thần cao, thứ hai họ có vẻ sẽ hơi đơn độc trong cuộc sống của mình ha, và cái thứ ba họ là một người cũng khá giống bạn, vẻ ngoài của họ sẽ có một chút xíu rắn rỏi, một chút xíu hơi cũng thoạt nhìn các bạn cảm thấy khó gần, nhưng mà họ là những người khi mà mình khám phá rồi là rất là nóng bỏng bên trong. Bảy gậy ở đây cho Kiếp một cảm giác là họ chính là những người gọi là họ rất là biết điều tiết cảm xúc của họ, vì có thể là họ vừa đã trải qua những cái tình trường, những cái tình cảm khiến họ họ khi thấy họ là một người rất là nghiêm túc trong chuyện tình cảm, một người rất là nghiêm túc, nhưng mà họ sẽ không phải là cái người mà tán tỉnh và thả thính bạn ngay lúc đầu ngay. Họ là những người mà muốn gọi là tìm hiểu, họ là những người thích tìm hiểu, họ là những người thích take time, dành nhiều thời gian để trò chuyện, để tìm hiểu, thấu hiểu nhau nhiều hơn trước khi bước vào một mối quan hệ. Cho nên mình thấy người đây một cái người ở đây rất là chín chắn, thận trọng nè, rất là chỉnh chu, nhưng mà thật sự mà khi mà bạn đi vào được cái thế giới của họ rồi, họ là một người gọi là nắng ấm, một người sa mạc cát, một người gọi là có tinh thần thoải mái tự do, khiến bạn khi ở bên họ bạn rất là thoải mái và bạn có niềm tin. Đây là một cái người cho bạn một cái niềm tin rất là lớn, rất là mãnh liệt luôn ha. Ok, để Kiếp xem tiếp rằng là liệu cái order này sẽ giúp cho bạn được những gì trong cái con đường bạn đi sắp tới ha. Express your love. Wow. Oh my gosh. Let your friends help you. Ok. Cái thấy ở đây á là như là Kiếp nói ban đầu, có thể là như là
bạn sẽ gặp vô tình người này ở một cái chuyến đi nào đó, hoặc là những cái người mà bạn đã quen biết biết nhau rồi. Đối với các bạn còn đi học nữa thì thông qua cái môi trường hội nhóm, một cái môi trường trường lớp hay là một cái chuyến dã ngoại, thì cái người này tới với bạn giúp bạn được điều gì, thì cái thấy vũ trụ order người này tới với bạn giúp cho bạn một điều duy nhất, đó chính là express your love, thể hiện cái tình yêu của bản thân mình với mọi người, thể hiện được cái khía cạnh rụt rè nhút nhát của bạn, là bạn không phải là một người gọi là thể hiện tình cảm dễ cho người khác thấy, là mình dễ thể hiện tình cảm đâu. Thì cái người này tới giúp bạn ở đây là cởi mở hơn về đời sống tình cảm ha. Ở đây có là có câu nói là go ahead and make the romantic gesture, tức là cứ đi thẳng thôi. Người này giúp cho bạn tự tin hơn, đi thẳng hơn, cởi mở hơn về đời sống tình cảm, open your heart. Và đặc biệt hơn, cái người này được support, tức là bạn bè của các bạn rất là support bạn, rất là hỗ trợ bạn. Với cái người này có thể là bạn sẽ cần ta gặp tới được cái lời tư vấn của bạn bè của bạn là làm sao như thế này thế nọ để có thể tương tác với người này này kia. Thì mình thấy là cái người này đem tới cho bạn một cái đời sống rất là cởi mở luôn á, bạn giúp bạn cởi mở nhiều hơn trong đời sống tình cảm nè. Và nếu mà hai người mà có tiến tới được tình cảm với nhau thì rất là vui, hai bạn giúp đỡ nhau, hai bạn là bài học cho nhau, giúp nhau nhiều, rất là nhiều về cái khía cạnh gọi là cởi mở hơn với mọi người. Tức là thay vì có những cái cặp đôi họ quen nhau thì họ sẽ đi riêng về một cái thế giới riêng của họ, nhưng mà nếu mà bạn và với cái người này mà có quen nhau thì mình thấy rằng là hai bạn sẽ kết nối với xã hội nhiều hơn, hai bạn cởi mở hơn, hai bạn giao tiếp với mọi người nhiều hơn, hai bạn gọi là giúp cho nhau mà trong cái việc cởi mở về tinh thần, và các bạn cảm thấy yêu đời lắm. Ok, thì đó là những gì mà Kiếp thấy vũ trụ order cho bạn với người này ha. Thì các bạn cứ từ từ đi, mình cứ enjoy trước cái cuộc sống hiện tại của các bạn đã. Thì là đến một đúng một cái thời điểm thì là bạn sẽ, khi mà thời gian chín mùi, khi mà một cái thời điểm nào đó nó thích hợp nhất, bạn sẽ gặp được vào đúng cái tương tác với cái người này, và sẽ giúp bạn rất nhiều trong cái đời sống cá nhân của bạn ha. Ok, đó là điều mà vũ trụ cũng nhắn gửi tới các bạn trong giai đoạn sắp tới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe trải bài, và nếu các bạn có yêu thích trải bài này, các bạn có thể donate cho Kid thông qua kênh Momo nhé. Thank you mọi người. Hello, xin chào tất cả các bạn ở tủ thứ hai, các bạn đã chọn cái lá bài này ha. Sorry, tủ hai nhưng là lá này chứ, sorry mọi người rất là nhiều. Sorry nha, những bạn đã chọn cái lá bài này Anima Menti. Thì các bạn thứ lỗi cho Kid về những cái tạp âm xung quanh nha. Tại vì hiện tại là Kid đang ở ngoài á, tức là trước nhà, cho nên là xung quanh nhà có nuôi chó và gà. Thì mọi người thông cảm giúp Kid về những cái tạp âm đó ha. Thì ở cái trải bài thứ hai này, cái lá này thì Kid mang một cái màu sắc cảm giác á, cái người này á, cái người mà vũ trụ order của các bạn rất là linh thiêng, nó rất là divine guidance, tức là thông qua những cái dấu hiệu từ vũ trụ rất là linh thiêng luôn, rất là thiêng liêng. Kiếp cảm giác là có những con số lặp đi lặp lại mà các bạn sẽ thấy thường xuyên ở điện thoại hay là ở đâu đó, ví dụ như con số 11 11, 222, hoặc là gì đó 4444, 3333, 4411 gì đó. Những cái con số lặp, những con số trùng nhau, thì mình cảm giác cái tương tác này là một cái tương tác khá mang về cái đời sống manifest tâm linh tinh thần nhiều hơn. Tức là cái người này giống như là một cái mối tương tác, mối cái liên hệ đặc biệt quan trọng với cái đời sống tinh thần của các bạn sắp tới mà vũ trụ muốn order riêng cho bạn, để giúp cho bạn có một cái con đường, một cái trải nghiệm, hoặc là một cái đời sống phong phú và một cái thời điểm chín mùi nhất định ha. Ok, để ký xem thử bằng tarot rằng cái người này có một cái ý nghĩa nào đó tới với cuộc sống của các bạn. The Star.
Người này từ phương xa đấy, cái cảm giác vậy. Queen of Swords, Queen of Swords ngược mọi người ơi, lá ngược. Wow, rất là nhiều lá ngược ở đây luôn. Để Kit sắp xếp bài lại cho mọi người nhé. Hoặc là Kit cầm ngược. Mọi người thông cảm đợi Kit xíu. Five Swords, năm kiếm. Ok, thì cái giai đoạn nào mà các bạn sẽ gặp được cái người này, cái The Star, cái cảm giác được rằng là cái người này là một cái người ở xa các bạn ha, không có gần lắm. Queen of Swords và Five of Swords cũng là kiếm. Cái cảm giác ở đây á, nhưng mà Kit như là Kit thấy được rằng là bạn sẽ gặp cái người này trong một cái giai đoạn thức tỉnh mới của trong cái công trong cái vòng, trong cái vòng của các bạn. Cái vòng tức là một cái khi mà bạn update level, tức là bạn là một người đi theo một cái đời sống rồi là khá manifest về tinh thần, về tâm linh. Bạn tin vào trực giác, bạn tin vào hy vọng, bạn tin vào những cái phép màu. Và cái người này tới với các bạn trong một cái quá trình mà các bạn chuyển đổi, một cái quá trình mà chuyển giao lên một cái level, update lên một cái level mới trong cái đời sống của các bạn ha. Tức là nếu mà những cái bạn nào mà không theo cái đời sống tinh thần, tâm linh đi, thì các bạn là những người mà gọi là có một cái bước ngoặt thay đổi rất lớn trong cuộc sống của các bạn. Cái người này là một cái người gọi là hoàn toàn mới, một cái người mà tới với các bạn trong một cái giai đoạn như là Kit nói, chuyển giao sang một cái bước ngoặt mới của cuộc đời của các bạn. Có thể là các bạn sẽ có những cái bước tiến mới, các bạn gọi là đang sắp xếp những cái điều cũ, các bạn đang muốn thay đổi cho mình một cái cuộc hành trình nào đó, các bạn đang muốn gọi là thoát khỏi một cái không gian mà kìm cặp các bạn muốn thoát khỏi một cái điều cũ kỹ, một cái vòng lặp cũ, một cái điều nào đó nó đang kìm hãm các bạn, thì bạn sẽ gặp được cái người này trong cái giai đoạn các bạn đổi mới. Thì cái điều tiên quyết ở đây mà Kiết thấy là mọi người sẽ gặp được người này khi cái thế giới quan của các bạn thay đổi hoàn toàn, hoặc là các bạn chuyển qua một cái level mới, một cái giai đoạn mới về cái đời sống, thiên về tinh thần nhiều hơn, thiên về trực giác, về manifest, thì bạn sẽ gặp được cái người này thông qua cái trực giác riêng của bạn. Khi mà bạn gặp người này, bạn sẽ biết được rằng là à, đây tức thì là cái người mà vũ trụ là mang tới cho các bạn trong cái giai đoạn đó, giúp cho các bạn bước lên một cái level mới, gặp các bạn giống như là một cái điều nào đó, một giống như một người thầy đó, một cái hy vọng nào đó cho cái đời sống của các bạn được mới mẻ hơn, được tiếp tục phát triển hơn ha. Để cái xem thử những cái dấu hiệu khác. Focus. Support. Như là mình thấy là các bạn nên tập trung vào một cái đời sống tinh thần riêng đi, vì chính cái việc mà các bạn tập trung được vào cái năng lượng riêng của bản thân các bạn sẽ được rất là support từ vũ trụ luôn. Các bạn rất là được vũ trụ gọi là giúp đỡ, và cái người này được vũ trụ đưa tới là một cái support cho cái đời sống của các bạn. Tree of Abundance có ba xu. Như khi thấy sắp tới vũ trụ order ai tới với các bạn, thì cái người này là cái người khiến cho các bạn tập trung và cái hành trình của mình. Kit không có cảm giác đây là một cái năng lượng tình cảm nào hết.
Kiết không có cảm nhận được cái tình cảm ở đây, vì cái trải bài này nó sẽ mang rất là nhiều hơi hướng, tức là cái người nào được vũ trụ order tới với bạn là ngoài khía cạnh tình cảm, chúng ta còn có cái cạnh về đời sống, về tinh thần, về mọi thứ. Thì Kiết thấy ở đây cái người này tới với các bạn được vũ trụ đưa tới là một cái support, là một cái giống như là một cái duyên, một cái điều mà cần gửi gắm, một cái người gửi gắm tới các bạn, một cái liên kết gửi gắm tới các bạn để support cho cái hành trình của các bạn sau này và hiện tại nữa, giúp cho các bạn là người khai sáng, giống như cái cảm giác này là một cái hy vọng, một cái niềm tin, một cái người thầy nào đó khi mà bạn đang cảm giác là bạn đang rơi vào một cái tâm trạng là cô đơn, lạc lõng, cùng cực và bạn muốn thay đổi, thì người này chính là một người đem là cái hy vọng thay đổi cho bạn. Đây là một người thầy. Người thầy ở đây không nhất thiết là phải là teacher ABCD, dạy tiếng Anh, dạy tiếng Pháp, dạy tiếng dạy môn toán, không có. Một cái người thầy về cuộc sống giúp cho các bạn, gọi là tới để giúp cho các bạn định hướng được cái cuộc sống của mình. Họ support cho các bạn rất là nhiều con đường tương lai của các bạn. Các bạn nghĩ rằng là có thể là tương lai các bạn sẽ, bạn muốn thay đổi công việc, thay đổi chỗ ở, thay đổi hoàn toàn, tái lập toàn bộ với cái hành trình của mình, về cái cuộc sống của mình, bạn thoát ra khỏi cái vòng kìm cặp của mình, thì cái người này chính là cái người giống như là hướng dẫn bạn tới, để hướng dẫn bạn, support bạn. Và đây là mình thấy là cái người là một cái người mới hoàn toàn mà bạn sẽ gặp được, để có thể là họ sẽ hướng dẫn cho bạn về con đường bạn đi, đặc biệt là có vấn đề về sự nghiệp nữa. Tree of Abundance, sao Kiết cảm giác ở đây là bạn sẽ có một, bạn có một cái đam mê nào đó, bạn đang muốn đi theo một cái đam mê nào đó, và cái người này sẽ hướng dẫn bạn để các bạn đi, để các bạn hướng tới được cái đam mê đó ha. Một vài bạn, một vài cái khía cạnh mà Kiết cảm giác ở đây có thể là một vài bạn nha, sẽ đi theo cái đời sống tinh thần tâm linh, và các bạn có thể là các bạn sẽ tìm tới Tarot, các bạn là những người có thể sẽ là Tarot Reader trong tương lai, hoặc là các bạn có thể là tương tác với bài Tarot nhiều hơn, vì thông qua Tarot, thông qua những cái bài học về linh hồn á, và có những cái Spiritual Guide, những cái Angel sẽ hướng dẫn cho các bạn cũng đó, hoặc là cho nên cái dấu hiệu thứ hai ở đây mà Kiết cảm giác được rằng các bạn sẽ tương tác với bài Tarot rất là nhiều, và thông qua đó các bạn sẽ có được những cái hướng dẫn từ vũ trụ, hướng dẫn bất khả thiên thần, giúp đỡ cho con, cho cái con đường, cho cái đam mê mà định hướng các bạn muốn thay đổi, và định hướng cho các bạn theo một cái con đường về cái đời sống tinh thần và nhiệt huyết rất là nhiều ha. Ok, để cái xem tiếp. Bạn đang được vũ trụ order ai nói cho các bạn, thì đó chính là một người thầy, một cái spiritual. Nếu mà các bạn gặp được, tương tác với người này trong cuộc sống á, thì khá ok, người này sẽ hướng dẫn cho các bạn rất nhiều về cái lời khuyên cho bạn về công việc, về đam mê, về định hướng ha. Sensitivity. Bạn là một người mang năng lượng nghệ thuật nhiều trong cái trải bài thứ hai này. Yeah, editor. Như Kiết thấy bạn là một cái người mà theo một cái năng lượng nghệ thuật rất là nhiều, tức là bạn là những người nhạy cảm, có tâm hồn nhạy cảm, có thể là những cái bạn này ở đây á, thuộc là có khá nhiều về cung nước ở đây mình thấy là có song ngư, có cự giải nè, thần nông nè, và mình cảm thấy có một vài khía cạnh từ cung đất là ở đây chúng ta có ma kết, và ở cung khí thì chúng ta hình như là Kiết cảm giác là có thiên bình như thế nào đó nha. Thì Kiết cảm giác là các bạn rất là nhạy cảm, tâm hồn rất là nhạy cảm, các bạn là những cái người gọi là rất là dễ tổn thương và rất là dễ thấu cảm. Có thể là bạn ở đây là những người thích xem phim, rất là thích xem những bộ phim, rất là thích đọc sách ha. Thì mình cảm thấy bạn là những người tâm hồn nhạy cảm, và chính cái việc mà bạn muốn thực hiện cái đam mê của mình, thì cái vũ trụ đã dẫn lối cái người này tới để giúp cho support cho các bạn trên con đường đam mê của các bạn. Editor, một cái người edit, tức là bạn là người sẽ tự chỉnh, cái người ấy sẽ hướng dẫn cho bạn, và bạn là cái người sẽ tự edit lại cuộc đời mình, tự chỉnh sửa lại cái hướng đi riêng của mình. Sorry mọi người, nhưng giờ tiếng em bé khóc dữ quá, mọi người thông cảm cho Kiết ha. Thì đây, cái người này mang tới cho các bạn những cái kinh nghiệm, những cái điều mà các bạn cần phải đi theo để giúp cho các bạn có thể là achievement, các bạn có thể gọi là tương tác được với cái đam mê riêng của mình một cách trọn vẹn hơn.
Khi sẽ xem thử cái bộ Roman Angel này xem có những cái khía cạnh thông điệp nào khác hay không. Romantic feelings. Wow. Cái cảm giác cái người này tới với các bạn dạy cho các bạn về self love rất là nhiều mọi người ha. Ok, cái tiếp tục ha. Hồi nãy có tiếng em bé khóc cho nên phải tạm dừng chút xíu. Chúng ta có lá Four of Voice. Chúng ta có lá Ace of Emotion. Chúng ta có cái lá là Fire Inspiration. Ok, thì Kiết thấy ở cái trải bài thứ hai này á, cái người này, cái nhân vật, cái tương tác từ vũ trụ mà order tới với bạn nó sẽ thiên hướng chĩa súng về bạn nhiều hơn, tức là support rất là nhiều cho cái đời sống, cái con đường duy tâm riêng của các bạn. Họ giúp bạn đem tới những cảm giác romantic feeling, những cảm xúc lãng mạn mà kiểu như là bạn đã một thời gian trước đó bạn đã quên đi, bạn đã gọi là đánh mất. Thì chính cái lúc này họ làm thức tỉnh lại những cái romantic feeling bên trong bạn, những cảm xúc lãng mạn, những cái ace of emotion, một cái tình yêu bản thân nhiều hơn. Họ cho bạn thấy được rằng là bạn phải nên đi theo cái tình yêu thương bản thân, nên đi theo cái đam mê, cái nguyện vọng riêng của mình, những cái đam mê, những cái khía cạnh về bạn muốn làm nào đó để cho cuộc sống của bạn fulfill. Nhưng mà trước đó bạn không có cơ hội và bạn quên vì cái đời sống về những vật chất nó ảnh hưởng quá nhiều tới bạn và khiến bạn quên đi những cái đam mê riêng của bản thân mình. Thì chính cái thời điểm này, khoảnh khắc này mở ra, nhưng mà Kiếp nói là bạn sẽ đi theo hoàn toàn với tiếng gọi con tim của mình. Và khi mà bạn muốn thực hiện những cái điều mới, thay đổi mới, một cái hy vọng mới, thì người này xuất hiện dạy cho bạn những bài học, giúp cho bạn chỉnh sửa lại những cái phần thiếu sót trong cuộc sống, mà những cái phần nào đó mà bạn đã viết nên một những cái bản nháp. Và chính cái lần này người này giúp cho các bạn viết lên được cái kịch bản, một cái bản chính, một cái bộ phim mới của cuộc đời bạn ha. Bạn lấy lại được những cái cảm xúc đã lâu rồi bạn bị bỏ quên và đánh mất. Ở đây chúng ta có lá năm gậy, nhưng mà năm gậy ngược, tức là những cái đam mê lạc lối của các bạn trước đó dường như bạn đã bỏ quên á, được thức tỉnh hoàn toàn. Ở đây có Ace of Emotion một ly, và romantic feeling một cái cảm giác được rằng là cái người này đem tới cho bạn một cái tình yêu thương bản thân mãnh liệt, cũng như là gợi nhớ và thức tỉnh lại được cái niềm đam mê của mình đang bị vùi chôn rất là lâu rồi ha. Ok, thì Kiếp cảm giác cái người này mang một cái màu sắc tâm linh rất là cao. Tức là ở đây có thể là hai trường hợp. Cái người này có thể là một cái người mà mang thể chất vật lý, và bạn sẽ gặp được cái người này ha, vô tình thôi. Nhưng mà khá thứ hai là có thể là cái người này là một cái người gọi là cái higher self của bạn, một cái bản ngã cao hơn, một cái bản ngã học thức, một cái bản ngã là siêu việt hơn ở bên trong các bạn mà các bạn chưa bao giờ khám phá ra. Và chính giai đoạn sắp tới bạn sẽ tìm được cái bản thân, cái higher self của mình, một cái một điều to lớn hơn, tâm linh nhiều hơn ha. Và nếu là đây là một cái người mà vật lý, tức là một cái người mà bạn có thể tương tác bằng xương bằng thịt, thì họ là người như thế nào? Chỉ thấy á, ở đây á, cái trải bài thứ hai này nó mang một cái hơi hướng là về cá nhân rất là nhiều, về cái con đường hành trình riêng của bạn. Người này tới support hoàn toàn cho bạn ha. Yeah. Người này là cái người mà giúp cho các bạn á, have a focus, định hướng, giúp cho bạn có những cái định hướng, những cái suy nghĩ, thoát khỏi được những cái phiền muộn, những cái dòng suy nghĩ lẫn lộn. Như là ngay từ đầu chúng ta có một cái lá là năm kiếm ha, một cái lá mà mang một cái màu sắc là về suy nghĩ, tức là bạn gọi là lạc lối trong cái suy nghĩ của mình, bạn không có được những cái chính hướng riêng. Và chính cái người này là cái người giúp bạn rất là nhiều về cái định hướng, về cái chiến lược cho cuộc sống, cái bản thân cá nhân của bạn ha. Cái người này là một cái người, nếu mà các bạn gặp trong đời sống thật á, là một cái người gọi là có kinh nghiệm, có chiều sâu, có một kiến thức vững vàng, có kiến thức nè, có học vấn, có học thức nữa. Không biết vì sao Kiếp lại cầm bộ Roman Angel, thì không biết là cái người này có tương tác tình cảm với các bạn hay không. Yeah, this could be the one. Có thể cái người này á,
là một cái người mà bạn sẽ đi chung một cái con đường với họ, một cái con người mà bạn tìm kiếm, hoặc là thông là có hai dữ liệu nha, hai tình huống nha, thì bạn gặp người vật cái người này trong cuộc sống, thì cái người này là cái người thứ nhất lần đầu tiên họ tới với bạn, họ dạy bạn rất là nhiều, họ cho bạn một cái cảm giác được rằng là bạn sẽ học hỏi định hướng cho bạn, nhưng càng ngày càng về sau thì bạn lại là người khó nảy sinh tình cảm với họ. Và trong cái lá bài này có, tại vì ngay từ đầu cũng có nói là romantic feeling, có thể là trong cái cách mà họ cho bạn, cái cách mà họ tương tác với bạn rất là ân cần, rất là ân cần, cho nên là khiến bạn nảy sinh tình cảm với họ. Và cái người này thì this could be the one, có thể là cái partner, một cái soulmate mà các bạn vẫn đang tìm kiếm. Có thể thoạt đầu các bạn sẽ không chỉ tập trung, chỉ focus vào cái định hướng riêng của bạn thôi, nhưng mà vì trên con đường song hành đó thì bạn dần nảy sinh tình cảm, và bạn biết rằng là người này this could be the one, vũ trụ order tới với các bạn thứ nhất, họ giúp đỡ về các bạn trong cái đời sống, bạn thoát khỏi cái vỏ bọc cũ của mình đã, và sau khi bạn đã phát triển hơn về cái con đường của mình thì tới lúc này thì cái năng lượng tình cảm mới thực sự được nảy hoa và phát triển thật sự nha mọi người. Ok, cứ xem tiếp. Bài vẫn không nói rõ cái người này là người như thế nào thật sự, đó là một ẩn số mà chính các bạn sẽ manifest được điều đó, và chính các bạn tự thân mọi người sẽ biết được cái năng lượng của người này là như thế nào ha. Như mình nói, achievement đây là một cái người gọi là đã đi qua dòng bão rồi. Achievement, tức là cái người này là một cái người gọi là có một cái tinh thần gọi là cái cầu tiến rất cao luôn. Tức là người này đang đứng ở một cái top, một cái đỉnh, một cái ngọn núi, họ đã trải qua những cái thất bại rồi, và họ là một người rất là thành công trong giai đoạn mà bạn gặp họ. Đó là lý do tại sao là họ giúp đỡ cho bạn về đời sống tinh thần, về cái con đường của bạn đi rất là nhiều. Thì có một cái dấu hiệu này, cái người này là một cái người đã thành công trong một cái đời, trong cái cuộc sống của riêng họ. Cái cảm giác cái người này là những cái người mà hơi trẻ nha. Nếu như các bạn ở tuổi thứ nhất, các bạn sẽ gặp những người lớn tuổi hơn rất là nhiều. Mà cái người ở đây là tinh thần rất là trẻ trung luôn, rất là đầy sức khỏe, rất là open mind luôn á. Họ đứng ở hàng top luôn. Cái người này khá trẻ, vẻ ngoài trẻ trung nha. Đó là những cái dấu hiệu mà Kim thấy trong cái trải bài này ha. Ok, để Kim xem tiếp liệu cái người này như thế nào nữa đi. Cũng tò mò quá không biết làm sao, mà thấy cái người này rất là bí bí mật, bí ẩn, nhưng mà trẻ trung đó, lại có một cái đỉnh cao, cái vinh quang riêng, cái hào quang riêng của họ ha. Một cái người rất là biết cân bằng đời sống, tuyệt vời. Đây là một cái người gọi là, trời ơi, vũ trụ không cho biết quá nhiều đúng không mọi người ơi. Cái người này là cái người mà bạn sẽ biết rõ được chính họ khi mà các bạn tương tác trực tiếp được. Còn trải bài đây chỉ đưa lên những cái dấu hiệu mà gọi là để khiến cho các bạn phải thay đổi tích cực, để cho các bạn khi mà các bạn thay đổi được rồi, các bạn bước lên một cái level mới được rồi, là cái người này bạn sẽ gặp được cái level của cái người này. Tức là cái người này đang chưa có, ngay cái giai đoạn hiện tại bạn đang nghe thì có thể là năng lượng của bạn đó, chưa có tương tác được với cái nguồn năng lượng của họ, và chính cái trải bài này giúp bạn nâng cao một level mới, để giúp cho các bạn gọi là tương tác được với, tiếp cận được cái năng lượng của cái người này. Năng lượng của người này cao lắm, balance, rất là cân bằng được trong cuộc sống rồi. Có thể người này là cung thiên bình, cung khí nha. Yeah. Apple of Four Kids cảm thấy người này là cung khí nhiều, trẻ trung, có chuyện tham vọng trong cuộc sống. Justice là một lần nữa là justice, là một người gọi là sống rất là, đây là một người gọi là rất là sòng phẳng, rất là biết điều nha mọi người. Tức là một người gọi là, ê, người này nếu mà bạn gặp được cái người này á, người này khó lắm đó. Mặc dù trẻ nhưng mà họ rất là kỹ tính, rất là khó, rất là cầu toàn luôn. Tức là họ sẽ hướng bạn tới những điều tốt đẹp nhất, và nếu bạn là người yêu của họ, hoặc hai người có tương tác, hoặc là như thế nào đó, người này ha, gọi là dạy cho bạn tự đứng lên bằng
đôi chân của mình, nhưng mà người này cũng là một người gọi là thích thưởng cho bạn nha. Nếu mà bạn vừa đạt được điều gì đó và họ thấy thương á, thì họ sẽ thưởng cho bạn một điều nào đó hoặc và vật chất nữa nha. Người này rất là thích chăm lo vật chất cho bạn. Thì ok, đó là cái dấu hiệu mà vũ trụ muốn nhắn gửi tới thông qua cái trải bài này, nhưng mà cũng không cho biết nhiều quá. Nhưng mà thật sự cái đây á, để bạn gặp được người này, bạn phải là một người thật sự gọi là đi theo cái đam mê của mình, nhưng mà lại là bạn phải có được một cái nền tảng kiến thức, phải cập nhật nâng cái level mới của mình lên, thì cái tương tác với người này sẽ sẽ xảy ra trong một tương lai không quá xa đâu. Nhưng mà hy vọng các bạn sẽ sớm gặp được người này ha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn ở tù 2. Và nếu các bạn có yêu thích trả bài này, các bạn có thể donate Momo cho Kid nha. Thank you. Hello, xin chào tất cả các bạn ở tù thứ ba. Những bạn đã chọn cái hình ảnh là The Barrow này. Với câu hỏi đặt ra là liệu sắp tới vũ trụ có order riêng ai đó đến với cái cuộc đời, cái cuộc sống của các bạn hay không? Thì cái nó là bóc được cái lá này cho cái cảm giác là cái The Bottle là một cái ngưỡng cửa nào đó. Thì cái màu sắc ở đây là sắp tới các bạn sẽ được order một người nào đó tới với các bạn, và Kit cũng là người chọn tụ bài này. Kit cũng rất là tò mò, rất là hồi hộp. Đây là một cái tương tác mà Kit cảm giác nó khá bí ẩn nha mọi người, tức là khó đoán trước được, tức là sẽ tùy tình huống của từng người, và các bạn sẽ cảm nhận được rằng theo cái khía cạnh của riêng mình. Nhưng mà Kit mang một cái cảm giác được rằng là cái người này là một cái người sẽ tới với các bạn trong một cái giai đoạn mà các bạn thay đổi về mặt vị trí địa lý, không biết như thế nào, hoặc là đi đâu đó. Khi chỉ cảm thấy là thay đổi về vị trí địa lý thôi, có thể là đi du lịch, có thể là chuyển nơi ở, hoặc cũng có thể là bạn gặp ở một cái người này ở xa cái chỗ bạn ở chẳng hạn, chứ không phải là ở quá gần, đúng không? Tức là càng khoảng cách xa, hoặc là cái người này từ ở đâu tới thì nó sẽ ok hơn ha. Ok, để Kit xem thử tarot rằng là cái tương tác vũ trụ order tới sẽ các bạn có mang một ý nghĩa nào đó trong cuộc sống nha. Ai đang được vũ trụ order riêng cho các bạn ở tụ thứ ba? The Emperor, ok. Wow, cái người này chưa gì nhìn phải không? Rất là uy quyền, rất là quyền lực, rất là hấp dẫn nha mọi người ơi. Ace of Swords. Impress. Wow, có The Emperor với The Empress luôn. Well, thế là cái cảm giác đầu tiên mà Kit thấy được rằng á, là cái nguồn năng lượng của hai bạn khi mà hai người gặp nhau á, là giống như nó quá quá đẹp rồi. Cái năng lượng một người á, là The Emperor, một người là The Empress nữa. Nhưng mà có cái khuất mắc một điểm ở đây, đó chính là cái Ace of Swords mọi người à, tám kiếm. Có thể là các bạn đã biết người này rồi, một vài bạn đã biết người này rồi, còn nếu mà các bạn vẫn chưa có tương tác với ai hết thì mình nói thẳng luôn, cái người này với bạn gọi là phải nói chung là phải có một cái khoảng thời gian khá là hơi lâu để có thể tương tác sâu hơn với người này. Vì mình thấy ở đây cả hai người đều không ai chủ động hết, tức là không, mình cảm giác là không có sự chủ động ở đây. Tức là thay vì các bạn ở tụ thứ nhất, tụ thứ hai là những cái người đó tới với các bạn trong một cái giai đoạn nào đó và trực tiếp hay là gặp gỡ các bạn ấy, thì ở tụ thứ ba này là cái người mà một cái dạng kết nối là không có sự chủ động quá nhiều ở đây. ASO là một cảm giác giống như là các bạn có thể là đã biết được cái tương tác này rồi, hoặc là bạn đã crush người này rồi, hoặc là cái người này cũng crush bạn rồi, nhưng mà cả hai đều không có gọi là có một cái dấu hiệu nào đó mà gọi là nó kết nối được dạng dạng như là nó phải kết nối sâu sắc được hơn nữa. Thì vũ trụ sẽ sắp tới order hai tới với bạn, thì cái order cái mối tơ hồng nè,
cái order cho cái sự chủ động này là cái order về cái việc là hành động action á, thì Kit nói từ ban đầu đây phải có một cái sự di chuyển về địa lý, về cái mặt nào đó, về khoảng cách, cho nên ở đây là khoảng cách cũng có nghĩa là việc chủ động, việc gọi là mình không ngồi yên một chỗ nữa mà mình sẽ đứng lên để mình chủ động hơn với cái tương tác này ha. Thì vũ trụ order một cái gói internet tốc độ cao cho bạn để bạn gọi là hoạt động nhanh hơn, bạn gọi là chủ động hơn về trong cái đời sống tình cảm của các bạn. Mình thấy rằng cái tủ thứ ba này mang hướng về tình cảm khá nhiều, vì mình thấy tình cảm ở đây các bạn không phải là ngẫu nhiên mà có, mà các bạn phải là những người chủ động nắm bắt được cái đời sống của mình, nắm bắt được cái ý nguyện của mình, thì bạn sẽ tương tác được với cái mối tương tác này. Nếu mà các bạn đã biết người này rồi thì đây là cái dấu hiệu mà vũ trụ gửi tới các bạn phải chủ động tương tác với người này. Còn nếu các bạn vẫn chưa biết người này là ai và vẫn chưa, thì các bạn cần có một cái sự di chuyển, một cái sự đi đứng, một cái việc nào đó gọi là các bạn chủ động cởi mở hơn trong đời sống tình cảm để có thể tương tác được với cái kết nối này ha. Mình xem tiếp. Nói chung là vũ trụ đang order cho bạn một cái gói tốc độ cao đó mọi người. Nhưng mà hai bạn, năng lượng của hai bạn trong cái giai đoạn các bạn gặp nhau rất là phù hợp với nhau, rất là đẹp luôn. Chúng ta có forgiveness. A kiếp cũng hiểu một vài điều ở đây. Có story again. Các bạn biết vì sao mà có cái sự mà một vài cái cảm giác ở đây nha? Nó lý do là sao Kit thấy gọi là có lá tam kiếm, vì cái lá forgiveness ở đây là Kit cho các trong Kit cảm giác là các bạn vẫn còn có những cái điều cũ mà đang vẫn còn tồn động, và các bạn bị lười các bạn bị làm biếng phải kết nối mới với những cái tương tác mới. Các mình thấy các bạn ở tuổi thứ ba là những các bạn cảm giác là hài lòng về cuộc sống rồi, thì đặc biệt là vẫn còn những cái điều cũ ở đây mà vẫn còn đang bám víu các bạn vẫn chưa có lột bỏ được, các bạn vẫn chưa có tha thứ được, thì vũ trụ đang muốn nhắn gửi tới các bạn rằng là các bạn ơi, hãy tha thứ cho những cái tương tác cũ, những cái điều cũ đang níu giữ bạn lại đi, tha thứ hết, rột bỏ hết và đừng có như cái lá tám kiếm này nữa. Một cái sự gọi là hôn các bạn lại, giữ các bạn lại, không cho các bạn tiến và cũng không cho các bạn lùi, và cứ bạn bạn có quyền quyết định cuộc đời của mình, nhưng mà bạn lại là người gọi là đứng vững yên ở trong cái suy nghĩ, cái dòng chảy của mình, nó làm chậm lại cái con đường mà các bạn gặp được cái soulmate. Thì cái trải bài này ai đang được vũ trụ order tất các bạn thì nói thẳng luôn, đó chính là cái soulmate của các bạn, một cái bạn, một cái nhân vật đặc biệt hay một cái nhân vật, nói chung là đây là đúng người luôn. Bởi cái lá đầu tiên là một lá là The Emperor, một lá là The Empress, hai bạn năng lượng rất là đẹp, nhưng mà chính cái sự không chủ động, cái sự trì hoãn trong đời sống cá nhân của các bạn á, nó làm cho các bạn gọi là bị chậm gặp với cái tương tác này. Ở đây là có lá study, một cái lá học hỏi nữa, cho nên mình thấy là các bạn cần phải học được những cái bài học trong cuộc sống càng nhanh càng tốt. Bạn phải học được cái việc ở đây là phải buông bỏ được điều gì đó, nhưng mà cái như là cái thấy cái nó ban ban đầu đi, về vị trí địa lý, có thể các bạn là gặp được cái người này có thể là ở một cái nơi mới, ở mới một cái nơi phương xa, một cái nơi nào đó, hoặc là cái người này ở ở tới ở xa, nhưng mà Kit cảm giác là các bạn phải đi đứng di chuyển, tức là các bạn phải từ bỏ được cái thói quen cũ của bản thân, cái việc mà không chịu di chuyển đó, cái việc mà đứng dậm chân tại chỗ, các bạn phải từ bỏ được cái điều đó ha, học được cách từ bỏ những cái Kiết không biết dùng từ gì để diễn tả, nhưng mà Kiết thấy là có một cái năng lượng khá tiêu cực ở đây. Tiêu cực đây tức là các bạn quá dậm chân tại chỗ, các bạn
chưa dám cầu tiến và bứt phá trong giai đoạn sắp tới, thì cái đó chính là hãy từ bỏ những cái nếp sống cũ. Có thể là bạn sẽ phải mặc dù có thể là nhớ ở nơi ở cũ hiện tại của các bạn khi các bạn chuyển ở nơi ở khác, nhưng mà con đường này nó đang dẫn các bạn gặp được cái soulmate của mình, cái tình yêu đích thực của các bạn luôn. Thì các bạn cần phải chủ động rất là nhiều. Đó là lý do tại sao vũ trụ order cho bạn một cái gói internet fast connection siêu tốc độ để cho các bạn manifest nhanh càng tốt với cái đối tượng này ha, và bạn phải chủ động rất là nhiều để thay đổi. Ok, cái sẽ sử dụng bộ Roman Angel để xem thử là cái dấu hiệu về tình cảm như thế nào trong giai đoạn sắp tới ha, trong cái con đường mà bạn sẽ tương tác. Vũ trụ đang order ai tới với bạn? Give your relationship a chance. Hãy cho bản thân bạn cơ hội luôn. Có tiếng mèo kêu nữa mọi người, tiếng chó kêu nè, tiếng mèo kêu, tiếng gà gáy nữa, thiên nhiên vô cùng. Healing family flirt. Khiết thấy vậy nè, bởi vì khiết thấy là ở đây có cái love forgiveness trước đó ha. Tại vì trong cái đời sống tình cảm ở đây á, khiết thấy rằng là các bạn là những cái người rất là ngại. À, mình khiết hiểu rồi, các bạn có thể một vài bạn đi ngại di chuyển vì các bạn còn có gia đình của mình ha. Tức là các bạn là những người sống với gia đình rất là nhiều, các bạn sợ là khi đi đâu đó quá xa gia đình, các bạn sẽ gọi là nhớ nhung, các bạn ngại phải bỏ lại sau lưng gia đình của mình để mình thay đổi một cái điều nào đó mới mẻ trong cuộc đời của các bạn. Ok, nhưng mà thực sự thì đó là lý do tại sao các bạn có cái last study ở đây. Study cho mình một cái cảm giác là các bạn cần phải học một cái lối sống độc lập, tự chủ cho bản thân. Bạn cần phải có một cái con đường riêng cho bản thân mình. Đã tới lúc bạn nên nghĩ cho người khác quá nhiều, mà hãy nghĩ cho bản thân, cái cuộc sống, cuộc đời riêng của bạn ha. Ở đây mình có lá là give your relationship a chance. Mình cảm giác như là cái mối quan hệ, cái soulmate này đang đợi bạn rất là lâu rồi. Họ vẫn đang chờ đợi bạn trong cái hành trình riêng của bạn và của họ nữa. Cho nên cái này họ đang đợi bạn, họ đang muốn bạn là hãy cho cái mối quan hệ này được một cơ hội, hãy cho bản thân bạn một cơ hội, hãy cho cái kết nối này một cơ hội để bạn được tán tỉnh, bạn được yêu thương, bạn được là chính mình, bạn rời bỏ được những cái điều mà gọi là nó không còn phù hợp với bản thân của bạn trong giai đoạn sắp tới nữa. Có thể là một ngay ngay giai đoạn hiện tại bạn còn một vài vấn đề bạn cần thay đổi điều chỉnh, nhưng mà đến cái lúc bạn nghe cái trải bài này và cái tương lai, cái hành trình xa hơn, thì vũ trụ nhắn gửi đến các bạn là các bạn ơi, hãy cho đời sống tinh thần của mình, chuyện tình cảm của mình được có một vài sự tán tỉnh ở đây, hãy cho mình được yêu thương, chiều chuộng, được vui vẻ. Hãy nghĩ cho bản thân mình, hãy nghĩ cho đời sống tình cảm của mình, vì cái tương tác này chờ đợi bạn rất là lâu. Mình cảm giác như là các bạn ở tuổi thứ ba là những cái người mà gọi là nhẽ ra các bạn đã được yêu thương lâu lắm rồi, nhưng mà vì một vài chuyện cá nhân, về có thể là chuyện gia đình hoặc là đời sống riêng, đời tư tình cảm nào đó, hoặc là do chính bản thân bạn mà nó trì hoãn việc được yêu thương rất là lâu, cho mình một cơ hội được thay đổi. Mình thấy các bạn ở tuổi thứ ba là những các bạn khao khát muốn có được một cái điều nào đó riêng cho cái cuộc sống của mình. Nếu mà hiện tại các bạn chưa nhận ra thì có thể tụ bài này vẫn chưa dành cho bạn trong giai đoạn hiện tại đâu, nhưng mà nếu mà các bạn đã nhận ra rồi, cuộc sống của các bạn cần có những cái đổi mới rồi, thì cái tụ bài này nó hoàn toàn phù hợp với các bạn hãy học cách gọi là ổn định đi, ổn định lại cho trong giai đoạn hiện tại, là ổn định lại được cái đời sống gia đình mà các bạn đang gọi là cần phải sắp xếp, các bạn ổn định và sắp xếp điều đó cho nó ngăn nắp trong giai đoạn này đã. Và sắp tới các bạn ơi, hãy đừng như lá tám kiếm này nữa, đừng chần chừ nữa, hãy bỏ lại những cái điều cũ kỹ đi, hãy tập một cách tự lập đi, và các bạn hãy cho mình một cái cơ hội
give your relationship, cho cái đời sống tình cảm mình một cơ hội để các bạn có thể tương tác được với cái soulmate của mình ha mọi người. Thì vũ trụ đang order cho bạn một cái soulmate, một cái mối lương duyên rất là đẹp. Một bạn là the emperor rồi, một bạn là the empress, rất hợp nhau mọi người ơi. Hai cái tương tác này của hai bạn gọi là một người king, một người queen. Hai người khi mà gặp nhau là hai bạn cảm thấy rằng đó chính là cái người duy nhất mà trong cái giai đoạn này và sắp tới mà cuộc đời và vũ trụ ban tặng rất phù hợp với các bạn. Hai bạn gọi là phải có một sự ổn định lâu dài. Khi các bạn gặp được cái tương tác này, đây là một cái tương tác rất lâu bền chặt, và hai bạn có thể là cùng nhau thực hiện, nói chung là cùng làm, là cùng sống, cùng chia sẻ, nói chung là một cái soulmate, một cái tâm gia. Các bạn sẽ là những cái người mà gọi là mang một cái tâm hồn như nhau, một cái kết nối đặc biệt, rất đặc biệt với nhau ha. Ok, để cứ xem tiếp. Thì quá rõ ràng vũ trụ đem tới cho các bạn người này là một cái mối liên kết duy nhất, the one cho các bạn rồi đó. Nhưng mà cái là các bạn cần thay đổi đó chính là cái việc quyết định về cái tốc độ gặp manifest được người này, tùy vào con đường và cách hành trình của các bạn ha. Yeah. Management. Sự manage, sự tổ chức, sự quản lý. Kit nói rất là, cái lá bài hiện lên rất là chính xác, như là những cái điều mà Kit nói trước đó. Intuition, bạn là người có trực, hãy đi theo trực giác của các bạn đi mọi người ơi. Thực sự bạn trực giác rất là cao, không nói nhiều nữa. Bạn là người có trực giác rất là cao, chỉ là bạn đang có những cái physical, những cái điều mà vật lý mà các bạn cần phải hoàn thành trong cái đời sống 3D này thôi. Thì ở đây là có cái lá the management này. The management, hãy để cho những cái ưu tiên hàng đầu của bạn trong cái to-do list của các bạn, những cái điều mà bạn cần phải làm, và đừng có để cho những cái điều mà gọi là gây ảnh hưởng á, gọi là gây mất tập trung á, ảnh hưởng tới cái sự tập trung của các bạn. Cho nên Kiếp thấy là mọi người cần phải sắp xếp, nên sắp xếp lại cái giai đoạn hiện tại đi. Các bạn sắp xếp lại những cái đời sống cá nhân của các bạn, và sau đó hãy to-do list, hãy dành những cái ưu tiên cho bản thân bạn. Hãy tìm các bạn có người là những người đi theo trực giác, đi theo đời sống tâm linh, tinh thần rất là cao. Hãy đến tìm gặp cái soulmate này, vì họ cũng đang chờ đợi bạn, và họ đang chờ đợi bạn bứt phá để gặp họ đó. Cho nên là Kiếp thấy là không cần phải nói quá nhiều. Các bạn ơi, tới cái lúc các bạn nghe trả bài này, các bạn hãy tìm cho mình một con đường riêng, thay đổi một cách gọi là fast connection, kết nối tốc độ cao với cái là họ đi, họ đang rất chờ đợi, và bạn cũng là cái người mà bạn đang chờ đợi một cái hành trình riêng cho mình, nhưng mà các bạn vẫn đang dậm chân tại chỗ nha. Vũ trụ order cho một, cho bạn cái nhân vật này, cái liên kết, cái tương tác này. Vũ trụ rất là yêu thương bạn vì bạn là đứa con của vũ trụ, mà bạn có trực giác rất là cao, mà chỉ là bạn còn đang có những vướng và những vấn đề khác trong cuộc sống có thể đang trì hoãn các bạn lại. Nhưng mà sau khi các bạn đã sắp xếp được rồi, các bạn sẽ bung lụa nha. Yeah, Guardian of Action, bảo hộ action mọi người ơi, mọi người thấy không? Guardian of Action, cái tốc độ internet của các bạn luôn luôn được đảm bảo tốc độ cao nhất. Chỉ cần các bạn nhanh, vì cái mối tương tác này được vũ trụ bảo vệ, được các thiên thần bảo vệ, được chính vũ trụ gọi là order cho bạn, và cũng đảm bảo cho bạn, bảo hành cho bạn luôn. Cho nên bạn cứ yên tâm mà cứ sắp xếp lại cái đời sống cá nhân cho giai đoạn hiện tại, và sau đó các bạn có thể nhắm mắt suy nghĩ làm thế nào để mình có thể manifest được cái nhân vật này, cái tương tác này nhanh nhất. Đó là cái người thật sự dành riêng cho bạn đó, họ đang chờ đợi bạn. Cho nên bạn hãy đứng lên và đi nha. Thì Kit không nói nhiều nữa. Thì cái trải bài ở cái tủ thứ ba này chỉ là hành động và hành động mà thôi.
Đó là điều mà vũ trụ đang order cho bạn, cái người mà họ order cho bạn. Đây là một cái order trọn vẹn nha, cái bảo hành vĩnh viễn luôn. Cho nên các bạn cứ đi theo tiếng gọi con tim của mình ha. Ok, nếu các bạn có yêu thích trả bài này thì các bạn có thể donate Momo cho Kid ở đây hen. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.